Ôi tôi xong rồi, không để tốc biến rồi. À, xịt pa, thôi không sao vậy. Meta, 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 meta. Nếu mà để nhầm bảng với cả để nhầm spell thì anh em sẽ quy vào đó là meta nhá. Em chuẩn bị học gần chỗ anh, có gì em mời anh uống nước cùng bạn em. Cũng xem anh, được em ơi. Ui dồi ôi, có tiếc gì 30 phút ra ngồi uống nước với các em đâu. Anh ơi, em có đam mê stream nhưng không có điều kiện để stream anh ạ. Điều kiện là gì em? Em chỉ cần mua cái cam khoảng 500.000, ra quán net bật máy lên, cắm cam vào em stream thôi. Còn anh em nào mà vào cái streamer này ấy, lúc đầu chả bảo em là đam mê lắm, em thích lắm các kiểu, nhưng mà mình không thử thì làm sao mình biết được. Ôi thôi xong rồi, không để tốc biến rồi. À, xịt pa, thôi không sao vậy. Meta, 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 meta. Nếu mà để nhầm bảng với cả để nhầm spell thì anh em sẽ quy vào đó là meta nhá. Ôi giời ơi, cà thích thiêu đốt trừng phạt. Meta, meta cứng rồi. Thôi không sao, lại meta thôi, lại làm meta mới thôi. Oh, hello there. Ê. Chạy em ơi, hai em ơi, nice su. Ơ, mình có axit này, leo leo. À, không nhảy vào. À, vàng đầu rồi, vàng đầu rồi, mẹ. May quá, này con Kha'Zix cần có e anh em ạ. Meta nhá, meta tốc biến tức thiêu đốt trừng phạt Kha'Zix nhá. Chuẩn đấy. Trời ơi, ăn rừng. Ăn rừng không thể bẩn hơn. Meta mới nhá. Kha'Zix kêu đốt, chuẩn chưa? Nếu mà cộng điểm như này là mình phải sang luôn. Đúng rồi, mình phải sang. Mình phải sang, mình sang được Kha'Zix luôn. À, thằng Lee Sin luôn. Ôi, hợp lý chưa? Thiêu đốt của Duy đấy. Thiêu đốt của Duy đấy mọi người ạ. Đứng. Anh em nhớ học theo quả Kha'Zix không cần tốc biến này nhá. Anh em nhớ học đấy, nhớ học chuẩn cái giáo án này vào cho Duy. Mọi người tập trung hộ cho Duy cái giáo án này nhá. Mai thi nhưng hôm nay vẫn xem anh. Ok, cố gắng thi tốt đi. Nốt đây, 12 năm học rồi, chỉ đợi mỗi ngày thi thôi. Thi nốt là xong, đầu óc có thoải mái lắm em ạ. Ui. Không xuống đấy, không xuống đấy. Không xuống ngay, leo leo, leo 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 leo. Ờ, mid không có ai à? Ờ, mid đâu rồi? Mít không có ai à, xin nhá. Cảm ơn Văn Vượng nhá. Cảm ơn Văn Vượng 100 sao nhá, cảm ơn bạn rất nhiều. Mọi người nhặt được sao nhớ tặng cho mình nhá. Hôm nay rơi nhiều sao lắm, nên là anh em cố gắng nhặt tặng cho mình phát. Ở đâu rồi? Ở thằng Lee Sin ở đây mà nhỉ? Ở đây rồi. Hello. Ôi giời ơi. Ôi giời đất ơi. À, thằng Lee Sin nó bên đấy. Thiêu đốt của Duy đấy mọi người ạ. Thiêu đốt của Duy đấy. Meta chuẩn chưa? Meta này còn kêu không chuẩn nữa thì Duy chịu đấy nhá. Sát thủ phải cầm thiêu đốt là chuẩn rồi. Đánh như kiểu Saco anh em hiểu không? Con này có tăng hình mà, khác gì Saco đâu. Lại còn E là giống cái chiêu nhảy của con Saco luôn nè.
lại còn có slow giống con Sako ấy. Ủa, con khá thích này, đúng kiểu ấy, Sako ấy. Người anh em xa xứ của con Sako luôn á. Bây giờ mình mới ngẫm ra được, hợp lý vậy lìn nhỉ, anh em thấy hợp lý không? Cố lên em ơi. Uầy, đi xin đầu tư đấy, đi xin đầu tư đấy nhở. Deep luôn em, deep luôn. Nó không có bóng đúng không? Thế thôi. Nó gọi là easy. Lên luôn cái này đây, không cần biết. Được không nhở? Được. À thôi. Đó, hơi à thôi, lên luôn. Người ta gọi là cảnh sát cơ động phải không? Duy cảnh sát cơ động. Phải lên thầy cơ động chứ. Mày làm cơ động mà không lên thầy cơ động mà chết à? Tầm mày đi tìm một ly, bây giờ tầm mày còn đi tìm một ly xin cạo đồ bộ vôi rồi thôi. Game Heika thắng chứ em ơi. Heika còn có một trận, Heika có một pha 1 vs 4 luôn á. Chấm hết luôn á. Ô thịt ba. Đậu xanh. Trong bụi là có mắt anh em ạ. Quả này, cái phát đấy mà trong bụi này không có mắt là mình giết con AD ở thêm á. Hôm nay trong bụi này mà không có mắt là mình giết con Akeza thêm luôn. Quả mình lúc vào bụi mình quất sai, mình đánh thường quy mà không được. Tính hết setup hết trong đầu rồi đấy nhưng mà không làm được thôi. Mai thi đại học rồi mà không có chữ nào trong đầu thì phải làm sao á? Trời ơi, cái gì phải tạch tôi chứ làm nào em ơi. Không sao em ạ. Con đường học nó đóng lại thì sẽ có con cửa, cái cửa khác nó mở ra cho em, yên tâm đi. Không có gì phải lo cả. Đánh trụ nha. Cảm ơn Huy Hùng với 50 sao nhá. Cảm ơn em. Anh em yên tâm đi, xem livestream của Duy là may mắn lắm. Yên tâm, ngày mai thi tốt luôn. Ngày mai kiểu gì giám thị kiểu đó. Ngày mai anh em nhá, mình khuyên anh em nhá, mai giám thị mà kiểu đeo nhiều vàng mà tính hơi đập bóng một tí là anh em phải khen. Uầy, cô mặc, cô đeo vòng là đẹp thế, áo cô đẹp thế. Còn những người giám thị là mà khó tính ấy thì mình sẽ chuyển sang chế độ là khen, chuyển sang chế độ khen con người ta, hiểu không? Nhìn cô thế này chắc là con cô học giỏi lắm nhá. Wow, thề luôn, nhìn mặt cô phúc hậu thế, gặp những người khó tính phải nói như thế đấy. Khen là không được, mình không khen người ta mà mình phải khen con người ta, anh em hiểu không? Chầu thế à, trời ơi. À là lên giày Linza anh em ạ, mình không có Linza. Nhưng mà con cô đi tù làm sao anh ạ? À đúng rồi, nếu mà con cô đi tù thì sẽ bảo là con ước gì con là con nuôi của cô, hiểu không? Nói chung là mình phải đánh vào tâm lý. Trời ơi, mạnh lắm mọi người ạ. Duy mạnh lắm mọi người ạ. Victor đây, Victor góc này là Victor đây, à đây. So easy. Ui không chết kìa. Chiêu đốt của Duy đấy mọi người ạ. Chiêu đốt của Duy đấy. Meta chưa? Đã chuẩn là meta chưa? Quả đấy mà không chiêu đốt thì lấy gì đánh nhau lại Z. Anh Duy ơi, bây giờ em crush bà hàng xóm á. What the hell?
Được em ơi. Nói chung là em mà muốn yêu bà hàng xóm ấy thì em phải tán con bà hàng xóm đã, xong bao giờ mới tiếp cận đến mẹ, em hiểu không? Nhưng mà gu em mặn thế. Ui là Baron rồi. Đem đi cố lên Duy đến đây. Ôi ăn làm sao được, cái bọn này trông giặt dẹo hết rồi. Khó nhá. Cảm ơn Đức Trung vì 100 sao nhá. Cảm ơn Đức Trung nhiều nhá. Làm gì em tao đấy? Giật về đây, giật về đây. Cạo đầu bôi vôi luôn. Giật về đây, cạo đầu bôi vôi luôn. Được chưa? Đừng có đùa Linh ra rùa nhá. Chào Thanh Tuấn nhé, chào em. Năm ngoái em đi thi tốt nghiệp toàn gặp bọn nhắc bài. Wow. Được em ơi, năm nay em sẽ được nhắc bài tiếp. Nếu mà anh em nào xem livestream của Duy mà không có chữ nào trong đầu ấy, anh em yên tâm là ngày mai sẽ có một người nhắc bài cho anh em. Anh em yên tâm lên. Ok mọi người mà thấy hay thì nhớ like, chia sẻ livestream giúp Duy nhá. Cảm ơn mọi người. Thấy hay thì nhớ like và chia sẻ livestream giúp mình nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh em nhá.